Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với không gian của giải pháp số. Thưa quý vị, nếu như giai đoạn từ khoảng 2005 đến 2019, quảng cáo trên báo chí đóng vai trò quan trọng trong tỷ trọng doanh thu của mỗi cơ quan báo chí, thì nay các nền tảng Google, Facebook, TikTok đang lấy đi khoảng 70% doanh thu quảng cáo của báo chí chính thống. Báo cáo được We Are Social công bố đầu năm 2023 cho thấy trung bình người Việt mỗi ngày dành khoảng 6 tiếng rưỡi để vào mạng Internet, trong đó thời gian dành cho việc xem các nội dung video là lớn nhất, còn đọc báo thì chỉ xếp hàng thứ 3. Tư duy của công chúng trẻ giờ đây không chỉ là mobile mà trên hết, mà giờ đây là mobile là duy nhất. Khi tiếp cận thông tin, điều này bắt buộc các cơ quan báo chí phải chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và sáng tạo hơn trong việc tạo ra các nội dung để thu hút và giữ chân người dùng. Nhiều năm qua, một mô hình mới trong quản lý tòa soạn đã và đang dần hình thành trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số. Đó là mô hình tòa soạn hội tụ. Trên thế giới, The New York Times là tờ báo áp dụng công nghệ 4.0 thành công vào hoạt động của tòa soạn hội tụ. Tại The New York Times, khoảng cách giữa báo in, báo mạng dường như bị xóa nhòa. Phóng viên phối hợp với nhau hỗ trợ viết bài cho cả hai loại hình báo chí thay vì hoạt động độc lập như trước đây. Người đọc sẽ có những trải nghiệm đa chiều về ngôn ngữ, hình ảnh, video, âm thanh và đồ họa. Vâng, việc xây dựng tòa soạn hội tụ đã và đang trở thành xu thế phát triển của nhiều cơ quan báo chí tại Việt Nam. Hội tụ nội dung và hội tụ công nghệ được xem là chìa khóa để mở ra con đường mới cho các nhà báo, các tòa soạn hiện đại. Đây cũng là giải pháp chính mà chúng tôi muốn kể trong chương trình tuần này. Nhưng trước khi đến với giải pháp, mời quý vị và các bạn đến với một số tổng hợp ngắn ngay sau đây. Chuẩn bị tốt nghiệp, Phương Oanh 22 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh nói, mình khóc giờ nghỉ trưa thay vì mình đọc những bài báo thì hiện tại ở nhiều các trang web thì đã có loại hình là podcast, mình có thể nghe mọi lúc mọi nơi và mình có thể làm những việc khác. Mình thường xem những cái tin trên các nguồn tin hoặc là trên các kênh báo chí chính thống. Ngoài ra thì khi bây giờ mọi người dùng mạng xã hội rất là nhiều, khi mà lên lướt Facebook, thậm chí là TikTok, nếu mà có link bài báo nào hay thì mình cũng lướt lướt qua xem. Với 7 giờ sử dụng mạng xã hội mỗi ngày, gu đọc báo của người trẻ đã có sự khác biệt so với các thế hệ trước. Họ thay đổi hình thức tiếp cận thông tin theo hướng dịch chuyển lên các nền tảng số, mạng xã hội. Thống kê cho thấy hiện nay Facebook, Google, TikTok đang lấy đi 70% doanh thu quảng cáo của báo chí chính thống tại Việt Nam. Và trên sân chơi của các nền tảng xã hội xuyên biên giới, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đang phải chịu áp lực và nhiều sự chi phối. Nên có một cái phần nhất định kinh phí của nhà nước để hỗ trợ báo chí trong việc tuyên truyền đường lối chính sách. Nhưng báo chí cũng phải chủ động, phải phát triển như một cái lĩnh vực trong xã hội. Sản phẩm của báo chí là sản phẩm rất đặc thù, nhưng nó phải là một thứ hàng hóa. Và hàng hóa này phải đủ hấp dẫn người dân, doanh nghiệp để nó hoạt động trên một cái thị trường công bằng với như những cái loại hàng hóa khác, mặc dù nó là hàng hóa hơi đặc thù. Thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí lớn như Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam hay Việt Nam Plus, VN Express, Tuổi trẻ, Thanh niên luôn coi công nghệ là một yếu tố không thể thiếu đối với sự phát triển của tòa soạn. Trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây, dữ liệu lớn Big Data tạo môi trường để báo chí phát triển theo các hướng, cá nhân hóa nội dung, đa nền tảng, báo chí di động, báo chí xã hội, báo chí dữ liệu, báo chí sáng tạo. Cái không gian phát triển hiện nay của thế giới trông chờ rất nhiều ở những cái tiềm năng phát triển trên không gian số. Chúng ta càng lên không gian số sớm bao nhiêu thì không phải chúng ta chỉ có làm tốt cái nhiệm vụ mà từ xưa nay chúng ta vẫn làm, mà nó sẽ mở ra những cái cơ hội phát triển khác mà có thể bây giờ tại thời điểm này chúng ta cũng chưa hình dung hết được. Cho nên cái câu chuyện là phải chuyển lên không gian số càng nhanh càng tốt. Chuyển đổi số báo chí là quá trình dài, đòi hỏi sự linh hoạt, tùy thuộc vào nguồn lực, cách làm của mỗi tòa soạn và không có một khuôn mẫu nào cho tất cả các cơ quan báo chí. Thưa quý vị, hiện nay hầu hết các cơ quan báo chí tại Việt Nam đều có đồng thời nhiều loại hình báo chí: in, điện tử, phát thanh, truyền hình, podcast. Các cơ quan báo chí thậm chí còn phân phối nội dung của mình trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, YouTube và cả TikTok. Tuy nhiên, mỗi loại hình báo chí lại sử dụng các phần mềm quản lý nội dung CMS riêng rẽ hoặc chưa có CMS quản lý, đồng thời chưa có các phần mềm phục vụ hành chính trị sự như quản lý công việc, trang thiết bị, văn bản. Chính vì thế, một giải pháp công nghệ về tòa soạn hội tụ dành cho báo in, báo điện tử đã ra đời.
Trung tâm của mô hình này là một hệ thống phần mềm tòa soạn hội tụ để quản lý điều hành mọi hoạt động của tòa soạn. OneCMS, một giải pháp tòa soạn hội tụ đang đồng hành cùng hơn 30 cơ quan báo chí trong nước trên đường đua chuyển đổi số. Đây là giải pháp được phát triển bởi một nhóm kỹ sư người Việt. Giải pháp được xây dựng dựa trên mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện để quản lý toàn bộ các nghiệp vụ của một tòa soạn hiện đại trên một phần mềm duy nhất. Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện cùng VTC ngày hôm nay. Thưa anh, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện đại thì các cơ quan báo chí đang hướng đến việc xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ. Tuy nhiên thì trong quá trình xây dựng mô hình này thì nhiều đơn vị đã gặp phải những khó khăn, thách thức do các phần mềm triển khai còn riêng lẻ. Với giải pháp OneCMS thì sẽ hỗ trợ các tòa soạn trong việc xây dựng mô hình này như thế nào? Giải pháp của OneCMS là đưa tất cả các cái nghiệp vụ của một tòa soạn vào trong một cái phần mềm duy nhất, từ xuất bản báo in, xuất bản báo điện tử, video clip, postcard, nhuận bút, rồi thì các cái nghiệp vụ hành chính trị sự, ví dụ như là quản lý công việc, công văn giấy tờ, các cái lịch đặt thiết bị, máy quay phim, máy chụp ảnh, rồi thì đặt xe, các thứ thì đều được tích hợp ở trong một cái phần mềm duy nhất. Thì cái điều này thì làm cho việc là theo dõi và chia sẻ các nguồn lực ở trong một tòa soạn này rất dễ dàng hơn. Ví dụ như là một cái bài báo đưa trên báo in, ra số báo ra sáng 6 giờ ngày hôm nay là đã có mặt ở trên các cái sạp báo rồi, hoặc là trên tay độc giả rồi. Thì 10 giờ sáng là có thể hệ thống sẽ tự động xuất bản được tất cả những cái bài trên báo in ngày hôm nay lên trên điện tử mà không cần bất kỳ cái sự can thiệp nào của con người. Vậy thì giải pháp này có những tính năng nổi bật như thế nào để hỗ trợ phóng viên và người làm báo trong việc là thực hiện tin tức ạ? Phần mềm OneCMS thì mình đã tích hợp các cái module để thiết kế các cái sản phẩm báo chí theo rất nhiều các cái thể loại khác nhau, ví dụ như long form e-magazine soạn trực tiếp ở trong phần mềm với các cái hiệu ứng rất đẹp mắt. Thế thì có thể nhờ đó thì phóng viên có thể rất dễ dàng soạn nhanh một cái tác phẩm báo chí và với nhiều các cái hiệu ứng đẹp khác nhau trên. Và một cái nữa là khi mà soạn thảo xong thì nó mặc định là nó sẽ đẹp ở trên cả PC và mobile. Thế mình hướng đến là việc là tất cả các tác phẩm báo chí đều dễ dàng đọc ở trên tất cả các vị. Đọc ở trên PC cũng đọc dễ, mà đọc ở trên mobile cũng đọc dễ. Và sau khi mà tác phẩm báo chí được xuất bản xong thì độc giả có thể dễ dàng theo dõi được ở trên các cái thiết bị khác nhau. Trong bối cảnh công nghệ phát triển và thay đổi không ngừng, trong thời gian tới hướng đi của đội ngũ OneCMS sẽ có kế hoạch như thế nào để phát triển giải pháp này hướng tới nhiều thể loại báo chí hơn nữa, không chỉ dừng lại ở báo điện tử mà còn hướng tới các đài phát thanh truyền hình ạ? Hiện nay chúng tôi cũng đang làm thử nghiệm với hai đài phát thanh và truyền hình địa phương. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục tích hợp sâu các cái module yêu cầu của các đài truyền hình chuyên sâu cho nghiệp vụ truyền hình vào trong tòa soạn này để tạo thành một cái giải pháp tòa soạn hội tụ hoàn chỉnh, gồm cho đầy đủ các cái loại hình báo chí từ báo điện tử, báo in, truyền hình cho đến các cái loại hình báo chí khác, ví dụ như là ở trên các cái kênh mạng xã hội đều được tích hợp quản lý ở trên một phần mềm duy nhất. Xin cảm ơn anh cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Trong chiến lược chuyển đổi số báo chí, mục tiêu đến năm 2025, 80% cơ quan báo chí hoạt động vận hành mô hình tòa soạn hội tụ phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số. Nếu được tiếp cận một cách thông minh và sử dụng có chiến lược, công nghệ số chẳng hạn như là AI sẽ mang đến tiềm năng đầy hứa hẹn để tăng cường sự hiệu quả và đổi mới cho các nhà báo cũng như cơ quan báo chí. Trong mục xoay đề truyền tuần này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị một số công cụ AI hữu ích dành cho nhà báo. Một, công cụ dịch thuật Google Dịch và DeepL. Các công cụ dịch thuật, chẳng hạn như Google Dịch và DeepL khá hữu ích khi nghiên cứu các câu chuyện. Mặc dù không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng trong nhiều trường hợp, bản dịch AI có thể tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời giúp phá vỡ rào cản về ngôn ngữ, tiếp cận các quan điểm đa dạng. 2. Chuyển lời nói thành văn bản bằng Whisper. Whisper là công cụ của OpenAI, cho phép công việc biến lời nói thành văn bản. Nó thậm chí sẽ phiên âm văn bản của các bài hát với kết quả ấn tượng.
Tuy vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo không nên sử dụng công cụ này cho các cuộc phỏng vấn nhạy cảm. 3. Trình sắp xếp ảnh AI. Công cụ có tên AI Photo Sorter dành cho những nhà báo phải tự mình vật lộn với việc quản lý các bộ sưu tập hình ảnh lớn. Vì nó hoạt động cục bộ trên thiết bị của bạn mà không cần tải lên đám mây, nên trình sắp xếp hình ảnh AI đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật hơn trong khi các thuật toán tự động phân tích và phân loại ảnh của bạn. Việc chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí hỗ trợ rất nhiều cho các nhà báo, phóng viên thuận lợi hơn trong việc thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung. Không chỉ với các cơ quan báo chí, chuyển đổi số trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng quản trị bền vững. Mới đây, Hà Nội đã quyết định miễn phí cho người dân khi thực hiện 82 thủ tục hành chính. Đây được coi là quyết sách quan trọng để thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thủ đô. Các dịch vụ được miễn phí gồm cấp phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân, cấp phép xây dựng mới với các công trình khác, gia hạn giấy phép xây dựng, cấp mới đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh. Đến nay, một trong những giải pháp đột phá trong chuyển đổi số mà người dân Hà Nội nhận thấy chuyển biến tích cực nhất trong giải quyết thủ tục hành chính, đó là việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID. Nhật Bản ước tính có gần 16 triệu con chó và mèo cưng ở nước này vào năm 2023. Con số này thậm chí nhiều hơn số trẻ em dưới 15 tuổi. Giờ đây, trí tuệ nhân tạo AI, việc chăm sóc sức khỏe cho những chú mèo ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Đây là ứng dụng được phát triển bởi công ty khởi nghiệp công nghệ Calogy và các nhà nghiên cứu Đại học Nihon, những người đã đào tạo mô hình AI trên 6.000 bức ảnh về mèo. Ứng dụng có độ chính xác hơn 95% và nhà phát triển của ứng dụng tham vọng đưa con số ấy lên cao hơn sau khi nâng cấp và cải thiện AI. Sự bùng nổ của các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok đã dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng của báo chí nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của bạn đọc. Để vững vàng phát triển, các cơ quan báo chí xác định rõ 3 chân kiềng. Thứ nhất là nội dung, thứ hai là công nghệ và yếu tố thứ ba rất quan trọng là sáng tạo. Tuy nhiên, dù công nghệ phát triển thế nào thì những giá trị cốt lõi của báo chí vẫn được khẳng định. Điều quan trọng là người làm báo luôn luôn phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp, phản ánh thông tin chân thật, điều mà máy móc hay công nghệ dù phát triển đến đâu cũng không thể thay thế được. Và tới đây, giải pháp số tuần này cũng xin được khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.